sao? Đợt final hai cái final liên tục ăn hai cái top hai sang chấn luôn mẹ luôn. Nghe cay cho. À, đánh với lại Reparozzi à? Hay là đánh với lại bọn kia? Để xem đã, từ từ Để Beautiful đi. Gamer với Chuck Octagon đánh với nhau này. Ờ, đánh Vậy chưa là à? còn thằng Rosemont, trận đầu là Camarun Henzo đánh với lại Chivo. Ui, Đấy, nghe căng. căng đấy. Ủa, hai nó buôn bát hết mà đúng không? Cũng mua bát hết. Xem nào, thằng Kanan hôm nay không đánh. Thằng Kanan phong độ đang tốt mà không để nó đánh phí nha. Phong độ thằng thằng Kanan mùa này đang tốt, giữ giải này nó đang làm tốt phết. Đang bay nhìn Giải cái này rank tuyệt cái vời. giải thì nó biết Không, thằng này cũng hên, tức là trận cái giải này nó được farm stat cũng nhiều. Tức là cái trận có một trận nó đánh nó cầm bỏ layup bắt Eloy xong rồi nguyên cái team bên kia mẹ đứa nào cũng có Eloy hết, nó quét một phát ba đứa. đi Là má. thì kia điên điên quá luôn. Điên Xong như sau khổ trận đó đéo ai dám cầm Eloy vào giải luôn thì sao ấy. mà. À, bắt Kana này. Rồi, cảm ơn bạn Mai Trường Khang đã share nha. Nghe tự kỷ quá luôn. Xin Luôn lỗi bây quá. giờ, tôi xin lỗi, tôi là tự kỷ bây giờ. Hôm nay ngồi xem giải anh em ạ, cùng với mình ngày hôm nay đó chính là player số 1 Việt Nam ở Excel. Lại số 1 Xem Việt nào. Nam hả? Scatters, sự ca thú. Sự cá thớt nó thì to mà. Sự ca thú đánh gì đây? Fit ủa, thằng sự ca thú đánh rất đội nam mà, Afro không não mà. Nhất đội Nam gì ta gọi cái thằng Wailing Light hay là thằng nhất đội Nam thiệt á? Cả hai. What the fuck? Chỉ trẻ Nghe con mới điên. chọn. Ôi, Nghe điên thế. Layup Raven, Vi Xiong, Zhou Aphelios Victor lại phi Lulu. Ôi, cháy. Anh em nào muốn xem trận kia thì anh em có thể qua link này để xem nhé. Còn tôi sẽ xem trận của Wombat tại vì bạn tôi đấy. Không phải là bạn, thì bạn cũng có rồi, có cả nạn nhân của tôi nữa nên là tôi xem để cho người ta vui. Ờ, đắm nhau chưa? Chưa, vẫn đang chắc đang bắt bít này nữa. Vào coi challenge không là biết mà. Chi vô chưa đánh mà. Anh chưa bao đánh đầu. Thì chi vô chưa đánh nữa. Ủa thì chi vô delay à? Absolution không tên cay quá luôn. Xem nào, chi chọn người đầu tiên sẽ là Fit Revenge, Zhou Aphelios với lại Bad Bobby. Bên phía của Brozenmon đánh Throne, Yuumi Vanteong và Viego Sao giống mình, sao giống thằng Cameron Hanzo thì cút thế nhỉ? Nhưng phải là giống rồi, cút mẹ sao ấy. Suryma. Đi. Bạn bạn Bobby trên Thoro nhá, không cần ban đâu. Trên đéo gì? Thon là đéo số Ủa? 1. Đúng. Ok, Không. chị idol, Bạn idol đó thì bạn bạn em đánh không sờ dám cãi. bam đi. Bạn không còn được sờ bam lâu nữa đâu. Thôi là đếm số 1. Chịu 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 Bạn nay không còn được idol top 1 server nói thì không dám cãi bạn không còn sờ bam được thờ ron lâu nữa đâu. Nên là bạn cố tận hưởng giây phút cuối cùng của bạn với nó đi. Ở mà hồi Đúng chiều rồi, đúng rồi. em Ủa thon nép gì vậy? Thôi nếp gì? rồi Thôi có nếp trên gì thì vào group group chat xem đi bạn. Tôi đang on stream tôi không có nói được. chat đó. Nói tụi bậy tụi bạ là bữa sau nó cho cút Không, luôn tại thằng mình con ngủ mà từ không tối ăn. qua tới giờ mình làm biến kéo lên dài quá. Đâu, ông click vào cái chỗ mọi người trả lời rồi xem được mà. Có, nói chung Xem nhà là xem giải gì vậy? xem giải Ra Runeterra chết. Giải mấy thằng này đánh nhau. cái này có chơi Tụi nữa nó đánh rồi này. Thằng Chivo này sao vẫn chưa đánh? Từ từ lại bảo rồi, biết Lama đánh đầu đi. One Vì bà đây cái sổ mà đây ốp sổ. Phải luôn. cái này đánh là hấp
Không, Kanan hôm nay Kanan bữa nay không đến. Kanan bữa nay vô vô chạy rồi. Thằng này à, đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Ơ mà chiều em nhìn mấy thằng APG ngồi trên Vigo Disaster nhìn tội quá luôn. Tội quá luôn. Như vậy nó cứ gọi lấy test nó mà đấy nó khỏe mà nó đéo biết đúng. Một điều là hơi điên. Hơi điên, hơi điên. Trời không sợ bòi, sợ bòi bóc vuông. Hello, hello. Đến đến cuối stream đi, đến cuối stream nếu mà đông thì tôi sẽ lead cho anh em một tí xíu. Một tí xíu. Lead xong thì bạn sao nó cho cút luôn. Em biết Hikuruba không? Anh nằm mơ biết. Đấy. Đấy, nằm mơ ok nằm mơ. Ừ, như Hikuruba nằm nằm mơ nguyên cái bách nó xong đéo cuốn hả? Ủa, cái gì em đợt ông nói đánh giả gì tiếp đó, chừng nào đánh? Giả gì đó, thằng Kana đánh rồi đó. Ờ, đây, đây cái giả này chết này, là Acer. Cái giả này này, nhưng mà tôi đang đợi nó về Acer. À. À, ai có ai đồ Ame vào gánh kèo cũng được, tại ngày kinh tế không đánh. Ờ, ngày kinh tế không đánh à. Ame, ôi, Ame, anh nói Ame sợ đánh với bên GM chứ không thì vào đánh được. À không, GM không đánh đâu, tụi nó lười lắm. Ờ, được thế, ông vào team tôi đánh. Đó, thế được. Thế lập team 4 người được rồi này. Lập team 4 người, tụi nó lười lắm. Tôi cho team này đánh chính, tôi dự bị chia tiền thôi. Đấy. Cái bạn kia dạo này thử tưởng suốt nha. Rồi không, gáo nước cũng có tiền nha. Có tiền lắm mắt nha. Đúng rồi, vậy 3v4 mới đẹp mày. Mà sao giả là có Kizen không mất thì cũng cứ coi như là bị thiếu một người vậy, lạ lạ với luôn đúng không? Buồn cười luôn. Thiếu người. Mình mà khi nào mà Nai Zet nó chơi game á, tụi kia nó mới chơi. Ngộ gì đó. Ờ thì bị quan rồi. Thì ở thế ông vào team tôi đánh cũng được. Tôi đang định rủ thằng Kana. Server là nó lười chơi á. Chắc anh cũng nghĩ nó chán. Thì nhiều ấy quá rồi. Tôi định rủ thằng Kana với thằng Carousel thôi, tôi định rủ ngày Hiếu nữa. Ngày bảo ngày đó ngày em đánh mà. Giả này thì có phí, giả này thì có phí mà thưởng to phết. Thưởng hình như top 1 giả này mấy ngàn ấy, to phết. Dữ vậy? Không sao, thì... mình vô đạch rồi. Thì nó trả phí để nó có trả phí mà thì tất nhiên là thưởng phải to rồi. Mình vô đạch rồi. Thì mà, tôi bảo game bị lồn để xem được đi. Em đứng mẹ rồi. Tại có ngày Ame, ôi có ngày Ame siêu tim mạnh phết á. Thôi đứng mẹ rồi. Không, tới lúc đó là mất kho rồi em. Mất kho thì anh có tìm cho mình một deck mới nữa. Anh và Vigosu vẫn đánh được mà. Ờ, đánh được. Vigosu cũng khỏe phết. Trời, nếu mà không, không, nếu mà tụi nó bị nép thì đánh được, khỏe đó. Ờ bị chết mà bên theo cũng chết mẹ rồi nhà huê. Ok cái ờ của anh em xin game mà. Không đừng đừng lít chi tiết là được, anh cứ lít là thoải mái cái thứ bình thường thôi, đừng lít chi tiết là được. Cái lá anh quấn xù thì sợ nhất là cái lá hai đi target á, lá lột. Khó chịu thì. Nhưng mà nó chỉnh thế nó ảnh hưởng tới con tới Vigo Sui kẹo Vigo Sui nó sợ nào. Đúng rồi. Ừ. Chỉ làm cho bọn ấy nó ấy bình tĩnh thôi, để xem được. Ok. Em bị lồn rồi. Ờ bước em cái hạt đi em stream cho. Ờ cũng được. Đây anh nhắn. Mình sẽ xem ở em bao nhiêu xeo. Nhưng mà em máy em hơi lát rồi. Thôi kệ con. Đợi thôi, đợi có bắt máy ra tụi nó bu đét rồi mình chơi thôi. Qua ảnh AD ảnh không sợ. Trông đúng cày chay. Ờ nhìn tình hình là biết lát nào mạnh liền rồi. Thôi ra nhìn là biết lát nào mạnh. Tắt cái này đi không mẹ, tự nhiên má phải nên đổi bát đặt nè, nó phiền lắm. Tự nhiên mai thấy bát đặt nè mất tiêu luôn. Bát này không mất được, nó phiền. Từ thì mà, chừng nào đổi gò mèo mất mà. Tự nhiên ngày mai thấy Kanan thôi rồi, chi voi thứ mà bị chửi như con luôn mà. Vì mai thấy phốt địch mẹ lồn kia gen. Tự nhiên lồn kia gen nó chửi hết người này người kia, sợ vãi luôn. Quá năm mai đánh trận đầu rồi. Đây chơi vô này. Mở chim lên mày. Sao chim mở? Ok anh thấy rồi. Hơi lag tí rồi. Chịu anh em ơi, xem hơi quá bàn đéo đấy. Tao bảo rồi kèo này Bobby trên mà, Bobby có dưới rồi đâu. Như open đó, thắng luôn rồi nè.
Quảng rồi, ra lai này. Ồ, oh, chưa 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 chưa. Ồ, chưa thắng. Ồ, thắng nhờ. Thì thắng rồi mà đúng không? Ừ, ra lai thắng rồi. Thì cái này cũng bị trên mà, tổm vãi luôn ra. Ai gì chịu đây, rồi. Mà hai con thì chưa chưa biết được đâu. À, không bốn có hai con. Con đâu, thả GG với hai con rồi. Thua rồi, hai kéo là thua rồi. Thả GG này là không có hai con rồi. Ấy chà. Bạn chi vo đánh ghê nha. Đúng à, người thua cái gen ở chung kết có khác. Đánh đánh hay thật đấy. Nghe cay vậy không? Đánh phải đánh dày mới thua tôi ở chung kết chứ anh em, đâu phải tự nhiên là người ta thua tôi ở chung kết đâu. Kèo đó là chỉ mong là tay búp bi nó hơi nó chậm chút xíu thôi là được rồi. Tay nhanh quá thì chịu, thôi chịu, đeo đợi được. Kèo dưới mà. Lúc 7 Kaleo còn đánh chậm, còn thằng chó Bobby đánh nhanh với cơ luôn. Nhưng mà nốt chị thằng Bobby có ảnh hưởng gì không nhờ? Là sao? Bobby có chắc không, ờ, Bobby có, là đúng kiểu swam bài mà. Thật ra thì Deckman Marcia nào sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều ít thôi, nhiều thôi, ảnh hưởng là chắc chắn ảnh hưởng rồi. Ừ, nhiều ít thôi, mà anh nghĩ Bobby không có ảnh hưởng đâu. Uống đồng bạn mà. Ui, không kéo quan trọng gì đâu. Kẻ này đi thiết là troll trên này. Ừ. Tương 4 thả lăng mát thằng kia gấp. Đéo gấp quần được đứng nhìn. Đúng rồi, có lăng mát tương 4 là nghỉ đánh luôn. Ừ, 4 hay quyền. Màn hình stream nó hơi mờ anh em thông cảm, tại vì mấy cái giờ em để mà rõ, em để rõ lát lắm ấy. Thích thì để rõ cho. Không, ý là anh stream lên tới chỉ được có một đoạn thôi chứ nó không được ấy. Ờ, đéo đéo à. Này khác gì nói thằng kia là tại tao đéo có lăng mát đâu. Sao lại không đép ta từ từ? Không đép, đép cứ không đép hiểu. Thôi. Đép thì đép bình thường thôi nhờ. Ờ, người tân này không làm gì luôn. Ờ, nhưng sao ăn 4 số, năm số. Nữa lẹ. Không, làm sao biết được tay thằng đó có gì để làm tân này không? Nhiều khi tay không có mẹ gì ra. Lấy rồi sinh tâm. Ui, tôi sao ăn bỏ rồi viên được đau rồi. Ủa bệnh thôi. Sao dám gấp thêm. Ui, dám gấp dám thêm, gấp thêm á. Ôi giám đốc thêm là liều lắm ấy. À ok. Tôi lại tự lại đồ chi vo làm tí là em đau đầu lên tao thêm với luôn. Tôi lại tự bạn, bạn chi vo là hip hop. Anh em tao hip hop. Mà phải công nhận cái skin Alpha đẹp thiệt. Ai có lòng thương mua cho mình cái skin đấy. À nhiều khi đen đợi cái skin thì phải. Vừa mới đấu 2 giải được 500 đô không? Hồi hỏi ai có skin. Ui giám đốc kiểu này luôn á. Bị ghen với lùi đó. Thật ra thì nếu mà bên kia có đạo viên cái thứ là cút rồi mà đó mẹ đi. Đấy, hip hop. Thiệt thật. Nói lùi hip hop à. Xong luôn, cầm được đúng một đam. Ôi, mùa sau ba mà đam. Xài à đúng, mùa sau mà xài như này là thằng Tron cút mẹ luôn. Bẻ bẻ, bẻ thôi, nói nhiều quá người ta lại cho cút gì vậy. Mùa sau xài như này là Tron đi bụi luôn mẹ luôn. Luôn luôn luôn. Thài xong tự nhiên thấy là xấu mất tiêu luôn. Mẹ quýnh có 3 đam, tự sao thả ra win hưu hoàng máu. Chán chưa? Ở xé không có đô lấy thêm một đam luôn đi. Sợ gì vậy? Không cần, nó không cần. Nó đang muốn ban mana để tới sau nó ấy. Tức là tới sau á, nó sẽ muốn giữ đủ mana spell để nó xuống con 7 code rồi. Dạ, con đéo ra 7 code nên con giữ có 1 mana thôi, còn đồ gì nhiều đâu. Ây chà. Ui. Cái khớp quá vậy ta. Cali đó. Chứ mà tôi sau ăn gái căng phết. Rồi làm con Boro đi, làm con Boro nó lấy ra vị tâm. Ờ, đép luôn. Đép đi. Đép 1-2 lên. Đép luôn, đép luôn. Đép con 1-2 lên. Con 1-2 phế vậy luôn. Con Boro ta sau ra vị tâm xong rồi xài cái ấy là đẹp. Ờ. Ăn ba đam là mẹ vậy nhờ. Rồi thôi ăn ba đam cũng được, không khác cho lắm. Hay là nó muốn drop tao sau mà nó không muốn drop Vitam. Nó không... Ồ ờ thì à, muốn drop luôn, ok, hợp lý. Drop Vitam thì sẽ đẩy lên nhiều đam hơn nhưng mà... Thì anh drop cái này xong drop ra Vitam cũng được. Nói chung như dầu không khác nhau lắm đâu. Đó, drop Vitam ở đây là bị chậm mà. Không, như này vẫn drop Vitam được. Không khác nhau lắm đâu, nhiều dầu mà. Từ từ đánh cái gì cho nó đủ 2 action mà, đâu khác gì đâu. Thì mẹ, à, mình quýnh thoa, mình cầm thoa, mình quýnh mình thấy bình thường. Thấy người ta đánh, thấy mình
kinh quá vậy ta, đất thôn kinh quá vậy ta. Vã idol con nà tên dòng nà trái con 6 bốn con mà trái kinh thì con mẹ. Thằng Kamarun Henzo này là một trong những thằng đánh throne tốt nhất NA ấy. Tức là nó là thằng cầm throne tốt nhất luôn á, chứ không phải là một trong những thằng đó, nó là thằng cầm throne tốt nhất NA ấy. Sợ. Thằng này nó đánh thôn từ cái lúc mà thôn chưa được buff, tức là nó thôn cái lúc mà chưa được buff xong mà chưa ai thằng đánh ấy, là nó đã spam muốn nát cái deck này mẹ à. Thua rồi. Ủa bình là thua rồi. Là rõ. Cái này khó. Cái này đùi thua. Cái này đùi thua. Đéo bình luôn. Không, nó xuống như này để một thời gian với lại không khác cho lắm đâu. Cầm deny để backup. Tự nhiên thằng kia mẹ kiểu có cái deny để không sợ ăn quả ba cái ác mẹ một bích tích chẳng hạn. Chỉ như nào có AFE mấy ốc bình thôi mà, không có AFE ốc bình làm gì. Đúng, idol nó có gác. Dạ em xin lỗi không? Thay vì nghĩ như vậy thì mình nghĩ tại nó xuống lâm cái nền đó flip con Tali thế nào? Không, thì em không hẳn, tôi nghĩ là nó xuống để nó kiếm gì này. Một nhanh nè, má game giờ này bao 30 phút có thật ạ. Thì game nó chỉ có vậy thôi mà. Đúng là ý định, đúng là game nào hết. Hồi đây thôi bà đấy mấy ông đánh chậm nữa rồi, mấy ông cứ xài lá bớt xong mấy ông bát, mấy ông xài lá bớt xong mấy ông bát, đéo hiểu bát cái lồn gì. Người ta gọi đúng rồi. Bát là skill và la bà lồn. Bát skill deep, pull skill. Nhìn kìa sau là fit revenge thì phải, kìa sau là fit revenge. À đó. Không mà Kamaru Henzo còn đấy gì ta. Check thử ơi, thử tí. Có cách xếp này. Còn bao nhiêu mi với Virgo? Bên vậy? Bao nhiêu mi Virgo bên đây còn á phải? Thằng Hanzo hay sao? Là rõ. Bác sao kinh gì đẹp không? Có. Có Nami vu to lắm, Nami vu to. Bác sao nhiều skin quá nha, bác sao skin đẹp vãi. Có Nami vu to. Nói chung là mà... cuối cùng thì Echo Thiên Lành của tôi cũng đã đủ skin. Mày với em chưa mua đi. Ok, tao tưởng mày kêu tao tặng mày để mày mua AFE mà. Alo. Mày người ta AFE bản thân thì nước. Có bị nốt đấy. Ủa giọng nghe giọng ai nghe lạ ấy. Kêu tên bẹt em. Giọng kêu rô lạ nhờ. Trông mới cũng vậy vậy. Nghe anh này. Đó, nhiều khi mới chơi đồ đang ngắm. Đắm đây nó mới fit thôi. Không em biết này tôi xuống muốn xuống con hai kiểu đúng xuống hai ngon hơn nếu xuống hai lấy con một đi luôn nếu mà không định xuống con hai thì đừng rớt con dâu tên này đúng không nếu không định xuống đúng. Con hai rớt con dâu tên này làm đéo gì đúng idol đây giờ nói gì cũng đúng à con càng tê tê rồi bạn cái tê tê lồ mình đang xem giải sau đi mở nghiện nó vừa đó chơi mình mẹ vả lồn mới 7 giờ sáng mẹ vừa ngủ dậy anh khai TFT không trong anh giống mấy thằng nghiện ngập lắm rồi rồi là bọn ấy á thực ra thì cũng hơi giống thật gấu quân này nghiện đấy không phải hơi rồi chắc như là hơi rồi giờ thả nhẹ hang bugo đi thả một con thôi giữ quân lại quá nhìn tình 4 Virgo 20 máu rồi nhìn cứ sao sao được hả nó sẽ đốt để đâu tiên ca mà đặt công đắm vào con dê con dơ rồi con ấy nữa thật ra tên này mà muốn ai ấy thì ừ rồi tới này thôi đẹp rồi là anh á là anh thì anh sẽ lấy cái không để anh che kéo con mít vào luôn không cần kéo đâu làm gì được đâu đã trả khi nào lấy cái dép đấy không biết tao dép còn về cơ ý là cứ cho nó mất đi để nó không ra được Virgo tội gì mình mất con mít có một máu với mấy ui có cần gì con Virgo ôi bốn bạn này có cần á ơ ok bắt chuẩn rồi thằng hết đam rồi nó không đéo con hai mà con chôm bờ lên mẹ đi
Xong rồi drop 2 quân rồi, tao sau drop Winning Light. Đúng đúng đúng, idol Gizen đúng là là chúa sợ chúa tệ sợ bà mấy này mà. Đếm mẹ con 2 lên mà phá máu, tao sau đóng overwhelm cho đâu. Drop 2 quân rồi là được 6 dam mẹ. Dạ, nó bảo anh không thích thì anh ý kiến gì vậy? Thế búp chèm ơi, búp chèm đỏ phí mana, ở kìa. Đánh gì á? Không quan trọng, quan trọng. Để cái xem đấy mà đi cả tội gì. Ủa mà anh xem bắt nó bạn sau rồi. Mà mọi người bàn muốn nát rồi cái bác nó bạn sau rồi. Bây giờ mày còn giờ mới hỏi anh xem bắt nó bạn sau rồi hả? Anh chưa xem đâu. Anh chưa xem thế nào. Mày mới một giờ rồi. Bắt nó bạn sau anh không biết gì hết. Anh em cũng không biết gì hết nha. Không ai biết gì hết. Ăn bên dình thua luôn nè. Có chụp lại ấy. Có chụp lại hôm đấy ấy kìa luôn. Thật sự ra chat ra được messenger dựng cứu game được. Ở đây quick send nhiều khi còn nặng hơn bên dần nữa. Quick send biết mệt. Ừ, quick send mệt hơn. Ben còn đỡ. Idol lính biêu lớp ta, idol em biết được. Không chỉ, có con cạc nha thì mày chỉ cái lồn. Ok. Má là trước chỉ xong mất mẹ ra, đéo chỉ nữa, cay mày luôn. Không, anh mường tượng được layout anh sẽ đánh rồi Kero à. Em cũng muốn tự được rồi, nhưng thôi, giấu tự đánh. Nhưng mà anh nếu nghĩ là mày sẽ đánh được layout của anh đâu nên là thôi. Chắc chắn, kỳ vì cái đấy mình có lý cầu siêu tình trong trọng. Ui. Ơ, chơi một cái luôn này. Ơ, sao búp chém lên? Này đánh kỳ á. Bán độ à? Thôi, bán độ rồi. Bán độ, bán độ kìa, alo. Bán độ được, bán lộ lỏ với luôn, đúng quá. Ơ, hình như là hồi nãy anh chúc lần này xong cái nó cút luôn hay sao? Ôi giời. Con chim nó sắp bóng. Thì phải thằng này đánh tao tích rồi phải lạ lắm anh ơi. Tao nói là đánh từ từ. Tao lạ lắm mày à. Đánh cho nhanh vô. Đó, mày cũng tại cái tội đánh nhanh rồi thua tao trận chung kết á, mày chưa chừa. Cái cùng Canada đang expecting này. Canada bắt đầu cũng má lần lồn này từ từ. Nó vẫn zero. Ôi, chắc là Momo với thằng Kanzo rồi, Kanzo rồi. Kanzo kiểu, ông ơi, ông nghĩ sao về nửa tiền giải. bên đây, Kanzo còn sống nhờ mất mẹ thằng này rồi. Đó, Chivo lại mất, bình thường. Kiểu hai thằng đánh kèo ở dưới mà, quan trọng là hai thằng đánh kèo. Biết là ma với lại lên 7. Hình như em anh kết bạn lên 7 nhờ. Đây có này. Mà giải vậy. Runeterra Aegis. Gọi là để dễ này này. Gung le Terra Aegis. À thôi, trong thời gian chờ ta có thể ngồi chờ rồi coi chữ quá đa mai cũng được. Đây. Đây anh stream nha. Có thấy anh stream ấy, em tắt thôi. Thôi, bạn Chivo của tôi cút rồi, qua xem giờ quá đa mai cho nó nhàn anh em ạ. Để xem. Mà anh định đánh gì kia này? Lại Echo Zealand rồi Monosu cộng 1 à? Echo Zealand 5 ETF cộng 1. Đi chứ. Nghe tô sức quá lắm. Tao sẽ làm rác rưỡi. Ở chừng nào giá mình đánh á? À rồi còn lâu mà anh, tới tận tháng 7, tháng 8 gì cơ. Dạ lâu rồi. Tháng 8 hả? À? Ừ. Vậy là phải qua xin nào luôn hả? Vâng. Là rõ. Giờ chưa thấy tờ đăng ký nữa là thấy đâu ra. Quên nồi bắt mới rồi, cha mới rồi, có cái mới đi chơi rồi. Giờ tôi đang tranh thủ đi chiêu mộ những thành viên cộng cán. Bốn người đủ mà, bốn người thôi, lấy chị nhiều đó. Tôi đào mấy người. Tôi đào bốn. Bốn hay năm ấy, giờ bốn. Vậy, thêm cũng được, thêm nhiều không chứ. Ngồi chung, ấy rồi. Không có được cho thêm đâu. Giải đăng ký có bốn người không rồi, thêm nhiều. Đâu ra, ai cho thêm. Má có cái idol Kanan, idol Ame vô và đánh thì khỏe hẳn. Thôi, ở nhà thôi. Nó có clip cha mới không? Hay là nó chỉ clip mấy cái con bắt mới đâu không? Nó chỉ clip bắt mới thôi. Vậy cha mới cũng phải 4 tuần nữa mới có. Vậy anh đòi ta clip à? Mới phải xong xin rồi á. Nó 4 tuần đó. Sơ về nó sẽ ấy bắt nó này nọ để cho cái pro player thảo luận với nhau thôi. À, có một thông tin quan trọng nữa là hôm qua thằng Chivo nó có hỏi về vấn đề của Infinity Arcane.
Thì Riot bảo là hiện tại bọn Riot thấy cái đấy bình thường, nên là sẽ chưa có một sẽ chưa động vội. Nhưng mà nó sẽ nó bình thường mà, tại cái deck nó vậy mà. Rồi thì không, ý là thằng thằng Chivo hôm qua nó cũng bảo ấy là hiện tại nó biết là deck đấy không mạnh. Nhưng mà deck đấy nó đang làm game trở nên kiểu kiểu toxic vậy luôn. Ờ kiểu unhealthy ấy. Đấy, nên là liệu là bọn đấy nó có động vào không? Hay dùng hết đồ bền như mấy con này là thấy sao khóc mẹ. Đúng không? Ủa? Từ sau ra ra Xiong tới giờ. À không, em tưởng bên đây đánh rồi thôi rồi. Ra bên Xiong thì thoải mái. Từ sau ra Xiong tới giờ. Thôi, từ bạn thôi, quen đi. Xin nào này chúc Agu rồi được top 32 nha. Em cảm ơn idol nha. Có idol chúc thì chắc là top 32 rồi. Em muốn anh chúc. Thôi em xin lỗi đủ quá. Ít ra cũng phải đi đặt tiền rồi cho biết. Em vẫn nhớ được team đội 40 á. Đó. Ai 40? Ai đội 40 á? Hay em 540? Không đọc ai lú với em, ai đội 40 á, xong nghe kia gì chút chút. Đợi 50 luôn, phải 40 nữa. 50 mà. Không nhớ, nhưng mà nghe kia gì chút chút gì. Ừ, chút chút về cái gì rồi, chắc đập đầu tóc 32 chắc rồi xong cút mẹ luôn mà, cay mới luôn. 50 ấy. Để biết được game nào nữa. Gấp thêm thôi. Không biết gì hết. Đùa anh em buồn cười lần này. Phải đợt đâu. Tôi không chúc mọi người á. Thì mọi người lại bảo là anh Kien này nọ, anh Kien sống tệ quá, không chúc mọi người. Mà chúc mọi người sao? Không chúc mọi người chè anh đâu, chúc cưới nha. Quá, đợt đánh 50 xong cút luôn, cay quá luôn. Thế thôi, mà không chúc nữa, được chưa, xin lỗi. Cảm ơn, em cảm ơn anh nha. Em yêu ai đọc, em yêu ai đọc Kien nhiều lắm, được chúc nữa là được. Mấy thằng hater Canada này. Xong sự thật nó mất lòng anh ạ. Em cũng rất buồn nhưng mà em buộc phải nói thế thôi. Đéo hiểu sao vậy? Luôn mà mình quý mấy thằng em cho mình chúc bọn nó may mắn thôi. Nó nói vậy giờ nói lồn gì giờ. Không. Sự hiểu thật rồi. Không mất lòng tí hiểu thôi. Rồi, ừ, chịu thôi. Đéo 41 rồi, đéo 43 rồi. Đéo con này cho bên kia có đồ điếp cạn. Họ lấy cho. Ok, không cãi được sao mà cãi được ạ. Thấy hình kia đang chưa có đồ đi càng. Đép cho có đồ đi càng. Má. Đây, quá đập mai thiệt đúng không nhỉ? Má bảy là Covid thì không. Mà bình thường quá đập mai đánh mấy đấy kiểu control, đánh mấy kinh, mấy đấy thì bình thường thôi. Meta này control nào á? Thật mình control chết lâu rồi. Control nào đây? Control chết lâu rồi. Control nó đi vào dĩ vãng rồi em. Đắt lẹt hay là Furious? Furious bây giờ deck ram mới phải deck control đéo đâu. Ơ, số này luôn mà. Wow. Đánh kỳ thế. Hay đồ. Có cái tổng hợp mà. Có thằng gì nó tổng hợp ấy. Wow. Má chấm xong không phải coi cay quá luôn. Mà... xong cứ đi hỏi. Mất mạng phết rồi. Tôi nhận bán thông tin list cái thứ giá cả ưu đãi này. Ồ không phết rồi. Đẹp là anh bắn mạng với tôi sót 33 đi. Có quần đẹp. Wow, biết rô quá. So biết Tiffin Honey. Good rồi. Nhưng mà Lamai good rồi thì sao ấy. Good rồi. Sao thắng? Good rồi, tuần sau ấy ra Xion là win mẹ game rồi. Nhưng tuần sau đó còn Xion. Bạn có chắc là tuần sau còn Xion không? Có nghĩa là không. Chắc không đâu. Em thấy đấm chày cũng đủ luôn rồi. Wow. Lớp trong rất lên đẳng. So beautiful honey. Bắn bài rồi. Hả em nói gì vậy Kero? Bạn nét future sơ lại á. Nó phải bên đây trong này. Nói gì đây? Úi ôi, good game mà. Chịu thôi, đỡ sao vậy? Bạn nói gì nữa đi, thì nó ra si ông mà, cãi mình. Rồi, idol mày đọc lệnh thì ai dám này, cãi à? Tên này á, may cho thằng kia nhá, thằng quá đam mai tên này mà ra cái qua lúc là thằng Scarlet này good nhá. Thằng quá đam mai có chèo qua lúc à? Hả?
Cha tự tin này giống ông chạy á. Ai cũng mà mua lúc mà. Nhìn kiểu đó tự tin thì giống ông chạy lắm. Đẹp. Đẹp gì nữa. Wow. Có cái lộn gì nữa mà đẹp. Bạn ơi đừng đẹp nữa. Nhà mình còn gì đâu. Không về qua lớp hả? Không về qua lớp nãy. Nó chạy đéo đâu. Nó chịu. Nó thua đúng. Ôi biết là mai đang chịu. Không chưa sao, mà. Mấy thằng đánh đầu này thường thường không phải là thằng đánh kèo. Họ biết ra Lama game 2 à, chán nhá, không xem được. Họ biết Lama đéo có stream. Xem nào, biết là ma đánh, nói biết là ma vẫn đánh Jitter ra là cái. Ừ, thì biết là ma nó sợ bám tới chết luôn mà. Đánh gì? Nó không đánh cái Jitter Lia được, Jitter Lia. Đủ với 100 loại thể loại các quy trình khác nhau. Đây đâu quân nhân được à? Được, lấy cái đánh được mà. Tùy thằng. Có được. Đầu phát giải và top 8 phải em ngủ quên xong em cút mẹ luôn. Ừ. Dạ. Kèo đá đánh deck đó đánh kiểu kèo đồ kèo ngang với lại nhiều deck meta. Lúc nào? Victory. Victory mày. Nãy giờ nghe sao là Victory đấy đủ. Victory. Victory deck tại, deck là Victory deck rác nha. Bài rác. Mày hỏi giờ hỏi 10 thằng hết 10 thằng bảo deck đấy rác. Đúng 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 đúng. Giá thì mà. Nè mày đồng hồ cũng giết cho mày Tali x2 là mày đi 12 đá mày đi 12 máu rồi đó. Không à, bạn chưa em là chưa đây thất thật. Bạn chưa đây thất thật. Đây sẽ cần không đó là đích Tali. Đấy cũng tới nó cũng ngồi cả team mày. Đơn giản lý do không bán lý sinh ra Tali gia tò là dễ bị cao tò thôi. Hoặc là không hoặc là nói nó cái giải Asia Master nó thế thôi chứ thật rằng đéo này chạy qua tim rồi à, không có gì đâu quan trọng. Tự nhiên ngày bị ho ho ai coi như cho nhỏ không biết vậy nha không biết vậy nha. À, anh nghĩ sao việc tắt stream kia ra rồi? Cái lồn gì đi về echo về bên tinh tú này con cặc gì đấy đi con mẹ nhìn phèn quá luôn anh lít rồi mẹ lít là lít bộ rồi đi về phèn 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 con anh lít rồi bên tinh tú không pha rớt rồi bên tinh tú á anh như nhìn Sona về bên tinh tú nhìn như cặc hay sao ấy Sona bị nớp vú á mình chỉ cần một sách trong game mình chỉ cần King Vigo thôi mà đéo ra King Vigo. Ổ buồn mà. Cái đồ mà. Thì bẩn mới luôn rồi thì phải bẩn ngang ngửa Kizen. Cái đồ mà. Homie homie. Hiểu không? Cùng màu da đó. Nick Camo. Yêu khó. Nick Camo đi là cái lồ này. Thôi đắt, đi về đắt quá. Trường Đại học Phổ Hồ University. Phá lồn đi. Ơ cái lồn gì đấy? Lồn gì? Lồn gì lồn gì? À. Phải luôn mọi trận không còn chờ 5 phút nữa à. À quên bắt à nên tôi bị đánh này, bắt cái hết đánh này. Đây mà anh biết thiệt rồi. Rồi đánh mẹ luôn rồi.
Đấy, random 7 đánh với lại Cameron Hanzo. Thằng random 7 giải này không đổ nên cao. Thôi đừng, à, nó, à, như mình như kia đây nói cái gì thì thường chỉ ngược lại lắm nên em thôi không tin được đâu. Những giải hàng cao nữa hay do không đổ cao thả. Đấy, con nào này vậy? Chịu. Không biết nữa. Không, nói chung là không tin tưởng được kia nói đéo gì hết. Đùa, buồn cười lắm, nhưng mà như trận này chạy giá là cuối. Đi. Rất khỏe mà. Ừ, thằng Canan cầm mấy thằng sợ 35 trăm mấy đây. Không, mấy ngày tao thấy dễ break quá lộn đấy, kiểu sợ bèo nhiều ấy. Ôi, ôi, ôi. Ôi, được cái bản sau ban sẽ đỡ áp lực hơn một tí. Không phải đỡ là như cút luôn hay sao ấy. Thật ra thì cũng không đỡ, tại vì theo bọn Riot nói là bỏ một keyword, nhưng mà ở bản tiếp theo thì nó sẽ thêm một keyword. Thì anh còn anh quên cái vụ Zenith Blade à? Thôi anh không nhớ vậy anh nha. À không nhớ, không nhớ thôi, không, em không nhớ vậy. Zenith Blade là một nỗi đau không? Đéo hiểu sao luôn ấy. Mẹ cái, anh thấy cái Zenith Blade bị nớp oan rồi luôn ấy, mình má. Chịu, bộ phép tịch khỏe quá rồi. Thôi mà hơn sao, về cơ bản cũng chả ai chơi ngoài bộ phép tịch. Lizzo chưa chờ chết từ đời nào? Lizzo nào? Hả? Ờ, quá Lizzo, quá Lizzo. Cả ngay kinh đét còn bỏ Lizzo mà ai chơi nó. Tới sau top deck được hôm comment này. Ôi má, ôi má nó hai đồ nữa keyword. Tại bảo lý do lên xóa scout ấy. Ê, đỡ thì sao? Ai chỉ cách đỡ được hả? Ơ, để con 57 vào được, để mẹ con 57 lên đi. Muốn để 57 đép thì sao ấy? Đép thì đéo được, thân sau nó có sự không biết. Đép được bùi. Biết chết liền, để sự cao mà cũng quýt ít như chứ. Mẹ sự cao với tắt đép được. Cắt rồi. Biết chết liền, em có phải là 57 HS đâu mà anh hỏi em. Bây giờ tin lên xong rồi cậu mong thằng kia không có được chơi à? Thôi, để tin lên sau. Nghe nô hớp ấy. Cảm nhận thằng kia không có búp cái gì á. Không chỉ là búp, búp đâu. Điều là đúng là đéo có búp thật nhưng là nó lạ lắm. Điều đéo cũng búp thật. Ở tối sau rồi đi với con xe, con này cái gì? My deal. Từ từ hay là nó là thằng thế rồi, thế rồi. Hanzo này nó sweep cả team bên kia đi. Yeah. Đỡ họ. Hoài đỡ luôn. Họ. Ờ, có bờ giới có chấp mới à? Ủa? Nè, kêu trên nè. Cái này Figo hơi nằm ngửa nha. Ừ. Xin chào ông William Gia Gia gì đó. Đánh thắng thì thắng vẫn được thôi. Khó. Sau 46. 46 cho Vigo. Không, cái này em lại thấy Vigo vẫn đánh được 5 năm. 5 năm á? 5 năm là kiểu ngang mà. Đâu ngang đâu. Tụi này nó quýt mị luôn mà. Có thể phải 64 chứ là sao 5 năm được. Đó, tay vậy. Năm năm là kiểu tờ rôn như Sten Dít đi. Ông bắt mày. Ờ, nó đám cũng đúng. Được, bây giờ anh muốn bảo là anh cần phải xác nhận lại với mấy người ấy thì bảo như thế nào nhỉ? Xác nhận gì? Kiểu thằng kia nó hỏi mấy player Việt Nam có chắc có tham gia được cái buổi team meeting ngày mai không ấy. Anh em muốn bảo là anh phải đợi xác nhận ấy. Ờ, ok, để em viết cho. Mày đọc đi, anh sao cũng được. Ờ, để em viết, anh nhắn lên Discord luôn. Dám góp AG, góp mẹ thêm con 1 đi. Ờ. Úi sen thì thôi, câu được nó biết sen. Anh nói phải hỏi lại đúng không?
Anh bảo là sẽ tham gia được nhưng mà cần confirm lại với một số người nữa. Cái gì? Từ từ đó. Đặt cái tiếng vàng trong cuốn đó. Quả thằng thằng kia nha. Đánh cờ đi chỗ khác đánh nha. Mọi suốt ngày đánh cờ rồi. Anh em ơi, hôm nay tôi có nên uống trà sữa không? Đã hai hôm mà tôi chưa được uống trà sữa, tôi đang rất là thèm. Ngồi uống thì mặt, làm mát. Tôi mệt mỏi lắm. Ủa sao thằng kia lại đánh nhà kia ta? Ủa? Ủa mẹ, bạn hiểu sao thằng kia nó đánh kiểu này không? Hả? Là sao? Thằng kia nãy nó đồng hồ cát làm gì vào con 21 luôn kìa. What the fuck? Thì cũng được. Cũng không, được. Một chỗ nào tự nhiên nó thay là cho nó vừa đồng một cái. Mấy đồng một cái được mà, đồng một cái con 21 của sơ đồ lấy đến cái rồi. Nhưng mà nó có sẵn đến cái rồi mà. Lấy thêm một con nữa. Tích sát Vigo lên group cho lẹ. Giờ này mày tích tắc chi, mày chỉ đấm nó thôi. Chừng nào nó cũng hơn mà. Với lại lính cát 5 đam mà, em phải đép vô không được. Không, không sai nhưng mà đâu. nhưng mà lính cát ăn thua gì, tự nhiên một con lính cát đâu ăn thua gì đâu. Thì vô chơi. Một con lính cát ăn thua gì đâu. Ở sao có dây dragon nữa đây đó. Cái mà hỏi vụ kia đó. Hey bro. Yo, hello. Hello. What are you guys watching? What's this? The Runeterra Aegis semifinal. Oh, the both Wombats team made it. Okay. Yeah. Interesting. Đây á, ít từ từ. Kèo này tính ra nếu mà thằng Viego cầm khoảng 2 quyết sen thì anh dễ phết. Không khó lắm. Vấn đề là 2 quyết sen. Nghe dễ chưa? Dễ mà, có 2 quyết sen, đơn giản mà. Oh, Viego có bao giờ chạy dưới 2 quyết sen đâu. Ra 2 quyết sen nghe không ra là lo. Thôi, chịu, em đánh chả vô ra. Chơi game cầm 3 quyết sen nó không ra 2 cái là non. Ame toàn ra phải 3 cái. Đấy chịu. Đó sao được. Nhưng mà cái deck kiểu anh thấy cái deck Aribas này nó cứ bị cái quái như vậy, kiểu búp start xong rồi recon về. Oh my god, the Tailstones pop deck. Yeah, so pop. Tailstone top deck ở đây không ngon lắm nhỉ. Nếu mà là hẳn một cái win homecoming thì hay hơn. Hẳn cái homecoming thì sẽ hay hơn là top deck Tailstone nữa này. This game's over. Yeah. Maybe. Oh, the open attack isn't even strong enough. Đùa mẹ còn sáu máu mà dám cầm cái đó không? Nép là lên dạng gì luôn ra, đó mà đỡ. I divine, maybe? No. No. Oh, no stones. Có thể là đang muốn set up để Astro City lên sau. Ừ. Thế đó Astro City lên sau. Hình chậm blockers. Bữa đép được tên này là xong rồi. Đây đép cả Ari vào rồi. Thích thì không có minh mẻ đây nhưng không được. Giết luôn à? Ồ, giết luôn. Ui. Okay. Nên ông thà vậy búp mẹ lên cứu đi. Không, giết luôn hay hơn tại vì mấy con Elu dưới tay nó to mà, mấy con Elu dưới tay được búp chua hết rồi. Thì giết luôn sẽ hay hơn một tí, chắc thế. Em không chắc lắm, giết búp chua nhiều hơn.
Không, có một con hai ngoài cùng là được búp chuông, mà có hai ngoài cùng được búp hai chuông hay ba chuông gì á. Hả? À chưa à. Thế con nào được búp ta? Có con Ari này, lại có con gì nó recoil từ tay á. Ôi con không hai recoil từ tay này. Nhưng mà giết được con Vigo ở đây lại mà, có lỗ đâu. What? What you saying bro? I gotta go. Oh yeah. Oh, okay. Have bye. Have fun. Have a great date. Đi ngầu. Chứ giờ này thấy mới nói gì ấy, em cũng không biết nói gì lại nó luôn á. Thì bây giờ mẹ nguyên cái lobby Việt Nam với nhau, chẳng lẽ ngồi nói tiếng Anh với nó, đỡ thế đéo được. Chịu. Hả, người nổi tiếng gì đâu, tôi với thằng Jet quen nhau lâu lắm rồi, tôi với thằng Jet quen nhau phải hơn 2 năm. Chuyện nào quý vị rồi. Từ chuyện này thú ngược trong buồn cười rồi nhé. Tôi với thằng chết quen nhau phải cả hai năm mấy rồi. Yeah, cú xôi. Cameron Hanzo 3-0 thật à, đúng quá. Từ nhé, thằng Hanzo 3-0 mà không coi đâu. Kèo cuối là gì? Kèo cuối là 2-0 mẹ rồi. Nhưng mà kèo 2-0 cuối là thằng biết Lama sẽ thắng kèo cuối. Tại vì thằng biết Lama layup của nó counter throne. Mày biết Lama lọt hay đéo được 3-0. Em chắc không? Chắc. Hên xui nhá. Lắm là 2, còn lắm là 2-0 xong bị đuối rồi. Lật được 3-0 hay không thì hên xui nhá. Đợi không biết Lama đánh gì nào. Nhưng mà chưa à, trận này đã end đâu, trận này đã end đâu. Vigo flip chưa? Chưa, đã flip. Chưa. Sau tên này làm quả hồng thông minh ở đây luôn này. Đâu kìa. Game chưa end mấy ông ha. Anh có chắc thì chưa end không? Em thấy là end rồi. Đéo đâu được. Ok. Ok, em sẽ tin lời của anh coi như chưa. Hôm con Minh về đây là xong rồi gì? Luôn. Không sao mà cãi được. Hôm con Minh ở đây là xong rồi. Hôm con Minh ở đây thì thằng kia tên xong là được gì đâu. Đúng. Idol kia đi nói gì cũng đúng. Ờ. Đánh thế này luôn á. Thôi con mình con 32 đi bro. Vậy không có mình con ăn luôn. Không có mình 32 đi bro và đánh thế này. Vậy không mình này ăn 3 phí là chết đấy, đéo đùa đâu. Bút bùi đấy. Đéo đùa đâu. Mẹ bro là top player mà, bro đánh thấy chết mẹ rồi. Đi này. Đi ngự. Rồi, tao sau bên kia làm sao mà Astro City được. Thật ra là được nhưng mà nó còn 3 fit mà. Đấy, trời anh lộ luôn mà tay không quá cho City rồi này. Nếu mà tay có cho City thì nó sẽ muốn bank mana spell để tên sau nó backup lại một cái deny nữa, đúng không? Ok, đúng. Nhưng mà thằng nó 7 không ai chạy cũng không đi thồ được cơ. Đấy, giờ bú bồi thật rồi. Giờ thì bú bồi thật rồi. Đấy, 2-0 rồi. 2-0 rồi, 2-0 rồi. Không coi đâu. Thằng đây đứng 7 này, đang không độ cao. Ơ kìa. Thằng luôn hả? Lật được này, lật được này. Không, thằng tự nhiên thằng Zoro throw rồi. What the fuck? Lật được bùi. Không, cũng vậy. À đâu, hình như ấy lật được mà. Không lật được, không được. Hết rồi. Má, tiếc thật. Phải thằng kia tên là DBS đuôi là những này lật được. Ok. Tiếc thế. Hay quá. Tao thề là má DBS kia. Đuôi, có cái lồn DBS đuôi kéo vào con mụn. DBS đuôi thế này cũng tham kiểu. Đâu. Ok, DBS đuôi còn chơi game đâu, phải ghê rồi ngon chứ. Phải là, giết bát. Chiếc bát quan trọng. Chiếc không bát đi, thua. Lột má 2-0 mẹ rồi. Từ á. Mày trận này có hơi nhạt không? Biết là ma đánh đĩa, giết Tali với lại Vigo Noxus đúng không? Ok, đều đây đánh cái gì? Rồi, I love em tất là Zoya Felius Vi này, SK Infinite chứ là Ari Bạc này. Được, lấy ốc thằng Bitlama thì đánh được cả bài mà khó. Anius Real này.
Đọc ba bắp bê cho ba này, tôi phát bài này, tờ rôn. Ăn chục cột lá bằng hàn rồi thôi, hai này ăn một hàng là hay rồi. Đó ăn cá ba rồi. Thì hàng cá ba thì nó số 1. Em phải tự tin ăn cá ba. Chịu, nghe nhìn lấy ốc, nhìn lấy ốc không ăn cá ba được. Từ từ đã, hình như là thằng thằng cá thú nó chuẩn bị thắng con này trận 2 rồi này. Lại bảo mẹ hai trận bán kết 3-0 đi. Alo, ít nhất là 5 game bro. Ờ, kết bạn thằng Hanzo không nhỉ? Không, không có. Đều kết bạn luôn. Thật ra thì em có thể request thử thằng thằng Bitlama ấy, biết đâu nó chấp nhận. Nó xóa bạn em bây giờ. Đây. Em cứ lấy anh em request cũng được. Em lấy anh request. Nhiều khi thấy cái gen thì nó sẽ accept. Còn thấy liên quan thì hên xui. Thôi. Sao lại không liên quan? What fuck? Dù gì đường đường cũng là pro player của Apex. Ai đồ đánh xích không đánh nhỉ? Chán. Phải ai đồ đánh xích mà đánh đi dầm ba gọi thằng mấy thằng dầm ba này đồ bùi để rách luôn. Không. Đánh xích mà đánh với mấy thằng là chắc là hình ngợp. Ngợp á? Nghe ngộ á. Anh nghĩ là ngợp. Đánh với mấy thằng top tier là chắc là chưa đến bùi đó. Quan trọng là mấy thằng top tier này nó luyện tập với nhau. Nó luyện tập nhiều rồi, ông đánh xích bỏ game bao lâu rồi. Nên mà chuyện ngợp là chuyện phải ngợp. Nên bỏ game lâu lắm rồi. Còn mấy tháng à? Tức là, khoảng tháng. Đâu phải là tức là có thể cái phong độ đạt đỉnh của nó ở được seasonal ấy, có thể nếu mà đem phong độ đấy và đem meta đấy về thì có thể là ăn á. Nhưng mà không thể nào đem so sánh được đấy được. Mà game thay đổi biết bao nhiêu rồi. Thôi anh nói thế thì về chuyên môn độ hiểu game á thì nó vẫn tốt. Nhưng mà ui nó chấp nhận được, nó chấp nhận thật này. Meta thì đấy. Yeah. Em cảm ơn nó hộ anh phải. Thank you bro. I'm very cảm kích cái thứ. Đấy, đã bảo rồi. Đấy gọi đấy. Nhắn kia là phải việc English một tí. Việc English một tí đúng rồi. I'm very cảm kích. Khai từ từ để unlock và xem là anh spike được. Tôi thấy anh lock và anh lock từ thì em out thôi, khỏe, khỏi mới không respect nữa. Ok. Ờ nhưng mà em lock out cái thịt bà. Không phải đâu. Khoan, để em reconnect lock out ấy. Anh lock là mày tự văng ra mà. Không, nhưng mà vấn đề thì hồi em vô game lại thì không văng ra nữa. Anh lại văng ra, để em lock out cái. No bro, đừng. Khoan từ kệ mẹ đi, một hồi mày tính sao giờ mày cũng có chơi đâu mà lo. Ừ nhờ. Quên. Lỡ chắc quá. Tao đấm mày quá. Lỡ nhớ. Alo. Bro, you good? Đấy. Bet, ớt đi bet. Alo, đánh giải, alo, đánh răng ăn lồn à. Đi cắm mẹ. Ăn thanh nó. Ờ, hôm trước mày thằng này anh cũng cháy, thằng Achiwood. Anh cháy ra luôn. TF Achiwood, như là top 4 hay top 2 của loại hết đấy. À, anh cháy đợt anh cầm quả lại ốc anh bị thằng này cầm điện thoại phải nhìn đây rồi good rồi nghe đồ của mày cầm ba con Nico thì cầm nhà ba Nico nghe nhà bà nhà ba con Suri Nico không được rồi đứa xeo. Không được là sao anh không lock được hả? À, ờ anh không vào game được mạng bên anh này. Ok. Bây giờ để em đến với chuyên mục hứa phép miếng phần hài để cô luôn mà. Ơ sao nó không được nhờ? Lạ. Hay biết đâu. Đội hình Olivia khống tiền mạng. Nếu mà tao chưa đóng tiền mạng thì Oh no, em có biết thế mà.
đội hình Anivia Swarm cực mạnh thôi. Cháy. Nâng cấp rồng thần phải cộng gì vậy? Những yêu cầu khi chơi Anivia, nâng cấp rồng thần phải cộng theo móc thuật sĩ hoặc ngọc long. Nâng cấp rồng thần là cái lồn gì? Kiro, nâng cấp rồng thần là cái đéo gì? Lõi. À lõi hả? Lõi thì kêu lõi, nâng cấp rồng thần độ bòe. Ủa TF Atreus đang đánh à? Không, nhưng mà nó chắc là này kia nói. Cố gắng tăng thêm kích thước đội hình bằng cả nâng cấp rồng thần và giáp nhiên. Chịu đấm đầu game để lấy trang bị thần thiết. Cố gắng reroll Anivia 3. Rồi, đi mà. Phải vừa reroll Anivia 3 và vừa up cấp. Tiền, tiền đâu ạ? À? Bài này không xanh thì đánh thế đéo rồi nữa. Ủa, đúng rồi, sao 3 mà phải viết lên top 1 này. Chế. Top 1 rồi á? Ừ. 680 điểm. Em ơi, chẳng qua ai? Để vậy thôi, nó bút bẩn lên đấy. Ờ kìa. Mà mình bút bẩn còn còn đã hơi khó khăn chứ nó làm game mà nó để nó lên 1000 điểm. Hợp lý chưa? Nó thấy chịu à. Nó thấy chịu mà sao cãi được. Thôi, lấy hạt đánh vài trận thôi. Đánh đi em. Đi vào hôm trước tao 80 điểm, tao gặp người quen, tao xin nó đéo đáp tin nhắn luôn. Sau khi anh thua trận đấy, anh nếu biết tới 10 chiến thắng là gì nữa, anh làm một mạch xuống Kim Vương 2 anh đi ngủ luôn. Cái gà quá, cày quá. Bọn nó không cho đâu, cái bọn si mình thôi. Cày đó, sao mà ta thì tùy người. Trừ khi anh gặp kiểu, anh gặp Kana thì nó cho anh chứ. Không, thằng ấy người quen mà. Nhưng mà nó đéo thằng nào? Nó không biết tin nhắn, nó không thấy tin nhắn hay sao ấy. Thằng cờ... Bơ là đây kìa. Cờ nai viết. Cờ nai in. Cái này anh thằng nào? Tôi biết nữa nhưng mà lại tên nó thế. Chết mẹ kèo này kèo nằm ngửa mẹ rồi. Đó, ít quầy, mà từ từ gặp mình có bàn băng năm đẹp á. Cái đi. Còn gì, mà tao khiến bàn của tao đẹp mày cũng chửi tao là sao hả luôn? Không, ý là anh mua bài sao đéo biết không hả? Anh thể mày, mày anh làm phải cá cũ. Thì ai biết anh nhà giàu không flexing đâu. Đi về tao vì vấn đề là anh chơi anh không lắp bàn. Anh em biết anh nhà giàu rồi không cần flexing đâu. Anh mua vì đam mê thôi, chứ anh có lắp đâu. Gì đấy, nhà giàu mà mua gì đam mê thôi. Nhưng mà không lắp đéo đâu. Hồi đợt cái bàn này đợt anh mua là kiểu cái đợt đấy nó ấy, đợt đấy nó game còn chưa về Việt Nam thứ rồi nó cứ mua rồi. Nó cũng rẻ rồi đấy, mua bàn này 200 thì sao 200 tay ơi mạnh này ra toàn trăm rồi bán đi mà nó cái tay này đó không mùi à, bán đi mà nó cũng ba phải bán rồi có đi chọn đâu. À thôi từ từ xem giải mọi người sao mà xem anh xem đánh răng là sao. Nó đánh đâu không? Biết làm anh đánh chưa? Đánh thì ép luôn. Rồi, ít cái điệp á. Đây, đang online này. Tao đánh đâu? Admin cho nghe câu ép ép thì dễ đó giờ lùng má. Bữa nay em đánh lên cầu thủ cho ok chưa? À, ok. Được. Thế anh... AC em top, AC em top 3, AC em top 20. Từ bao tính chưa? Uy tín chưa? Đủ uy tín chưa? Uy tín. Bảo người dân số 1 Việt Nam kiến chối. Khổ. Thì em nó top 1 có idol Ame vô đây và em chết. Đúng là người đánh hay có khác. Đúng. Number one, number one fan của anh Shell. Nghe này cứ cái bị khỉ khỉ gì. Đúng, khỉ gì, ai khỉ, Ame khỉ à? Nhà nó 24 tiền của em khác của nó pin. Hôm nay tao thấy cái bài đăng ở trên đâu ấy. Cặp con Sivana 3 với lại con Cookie 3 vẫn top 2. Nhìn khó hiểu quá mình. Tao đéo hiểu nó đã làm gì để nó có thể top 2 trận đó được. Mời má. Nhiều khi làm thinh như cái bài hát thì sao? Chíp thôi. Chắc là làm thinh thật. Em mơ đi. Hello bro nha. Nó một lèo tao đi luôn. Ờ ngon hả? Ôi con em mơ bây giờ tao đùm tao này. Ờ, ok đấy, cứ ok đã, tội gì? Ừ nhờ, thôi lỡ. Không thấy nhau lắm. Có, nhìn như em ấy như này cái nó lại lấy thêm nhìn sao. Em đang muốn bế nó ven mà, nó ven được càng tốt rồi.
Nó ven thì chắc chắn là nó không ven rồi. Đấy, ui xời bắn ơi luôn. Giết con ba em ơi lo. Non mà giết. Giết con ba, em ba cây... ơi trông khó mà lồn á. 23 cày thì mai giết luôn. Ngày tuần sau một bình chốc lát là nguyên mẹ rồi. Là rõ. Uầy, mẹ đúng đúng là những người chơi gà mẹ có tư duy giống nhau thật. Amen nha. Em ăn đúng chắc là định đánh mà quả nào nó bùng nổ hơn đấy. Nhưng mà tối bạn chỉ nghĩ được thế này thôi. Cái cay mà lồn. Đơn giản gì thôi. Bắn mẹ con ba luôn, bắn mẹ cái beam luôn, đẩy đam cho lại á. Nếu cái beam không mana, một beam thì ba mana beam mất đam. Không mất đam đéo gì. Ờ không, không bắn đây. Kiểu đéo gì, không chả nó đếm vào con bình beam hết luôn. Quên. Em quên, em gà, sao em whip roll idol kia xem được à? Thôi, cứ giả bỏ lên tụi. Người Canada ai cũng giả bỏ thế à? Hình như nó chết luôn rồi hay sao ấy. Sao không chết? Chết luôn mà. Ừ, đánh nhẹ à? Nhẹn quá nha. Em chơi nhẹn quá nha. Đắt dễ chơi mà. Hình như mình rất ngon hơn mình đi luôn. Hình như là thằng sờ cá thú sắp cút hay sao á. Này con biết là mà đánh chưa? Rồi luôn qua level. Đánh rồi kìa. Đánh rồi. Tôi mới vào không hiểu tại sao Kizen lại xem Kizen đánh á. Ồ, chuyện nó dài đó không ạ? Thật ra ấy, nếu mà mọi người... sao thằng này lại tắt sờ bét? Nếu biết được hỏi em biết ăn lô nè, biết cái lô nè. Kêu nó, mở sờ bét lên. Thôi, đang đánh giả. Không, đang đánh giả không, được kêu thế, kêu thế thì bị lộ, về nghe lộ với lô nè. Không, lộ thì không lộ, nó thằng Canan với thằng Chivo biết anh mà. Cả thằng Random nó cũng biết anh mà. Thì nó, mình kêu, nói chung là mình kêu để mình xem đánh thôi, nhưng mà thấy nó không hay. Nói chung ấy là nếu mà anh em không biết á thì tôi là gọi là Hokage cuối cùng của làng lá ấy. Hokage cuối cùng của làng lá. Nên là mấy cái trò kiểu phân thân này nọ tôi rành lắm. Nghe bận quá luôn. Anh gánh chắc là anh gánh chắc là gì vậy? Nên luôn lộ cuối cùng không anh? Không, đang tôi nào là Hokage cuối cùng, anh là Hokage cuối cùng của làng lá đi chưa? Nó tắt xoáy rồi, chúng ta ngồi chơi rank tiếp mà. Không, ngồi xem thằng Sefa nè. Này, nếu có muốn là bật spec con cho con luôn đi. Đấy thì nói chung là chắc là anh em không biết đâu. Tôi đã giấu anh em chuyện này rất là lâu. Đấy, anh em đừng giận tôi. Thôi, ngồi coi trận của kia thôi. Sau này mà anh em kiểu xem đến hết chuyện ấy, anh em sẽ thấy tôi. Còn giờ chưa hết chuyện thì là chưa thấy được đâu. Khoan, tưởng kẹo này thằng Zoya phải vai với trên nhỉ? Sao nó trên, lại thế này? Trên cái đầu bùi. Trên đầu bùi. Trên đầu bùi. Lần má. Thế thì dùng. Nếu hiểu con kẹo này trên kiểu nào luôn á. Làm, bàn, nó làm. Bàn thì bên thằng si ông to hơn. Xong rồi si ông còn có phi sâm để đấm. Thằng Zoya phê trên đấy đó rồi. Nhưng Zoya phê rớt tên 6 đó cho hàng con kia rồi. Tên 6 đâu? Nếu phải thì thằng này em phải group player ạ. Vấn đề là không phải trận nào em cũng set up được như vậy. Và lúc thằng si ông nó đấm thì em phải chết. Đúng. Mà nếu phải, trừ khi nào tên 6 em là một phát 6 con ấy. Thì còn tên 6 mà tầm 2-3 con thì cũng không đủ áp lực đâu. Con này nó thật kia nó được. Ui thằng kia tên này mà nó có si ông bú bùi mà. Giá sai tịnh rồi rồi. Mấy anh này đúng chắc rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Drop xeo mày á thì chắc chắn không ăn sơn bớt luôn thì sao. Ôi vãi luôn. Đi coi mà. Vãi cả luôn. Lộ quá. Ôi thằng kia có main deck. Thằng kia có main deck sơn bớt không vậy? Không lấy tạo ra bố mẹ đâu main deck cái này. Vãi cả luôn ạ. Phải cái lồn tạo ra nhưng mà vẫn play ở đâu ạ? Không mà. Cũng tỉnh. Ôi, đánh rồi tỉnh đấy chứ được ạ. Tay to mà. Chị ơi. Đúng là người ngang tầm với Odyssey. Cái gì mày cay đấy chịu được. Bạn này hay đấy, anh thấy anh đánh giá bạn này hay đấy. Trình phải ngang Odyssey.
Ui, rớt pha Thì rớt mẹ con rôn đi. Tên này nó rớt pha rôn chứ nó đéo rớt con si ông đâu. Nếu này bây giờ nó lỡ tỉnh rồi thì phải tỉnh luôn đúng không? Mẹ nếu ai tin trước play round xin bớt tên này là đéo play round nữa. Pha rôn rồi. Chả lấy em chả lấy tí vô rớt si ông mà cái gì. Thôi ôi, đi cơ, khát bọt rồi luôn. Đúng rồi, trên bộ đồ đây rồi. Đúng rồi. Thì nói chung là thôi, nói chung là bí mật này anh em cứ giữ với anh em đừng nói ra hiểu. Người ngoài biết người ta ganh tị. Anh em phải dùng giờ mới sân bớt hay sao ấy? Không sân bớt ông của em đó chết mẹ nha. Sân bớt buông mẹ, không sân bớt gì. Sân bớt nha. Anh em sân bớt xong cũng không thắng được hay sao ấy? Không sân bớt xong cũng thắng được. Vẫn đép được. Đép được thôi chứ không thắng được đâu. Thắng kiểu gì mà thắng? Mày hả? Tên này đâm, tên này ép chết hết nguyên bàn mà. Xài thắng thì vẫn có cách thắng, vẫn có cách thắng. Khổ quá. Bây giờ xin bớt nha, xong rồi kệ mẹ súng đi, dùng con ba đít súng kiếm Bro Canon cái thứ. Bây giờ em dùng, bây giờ nha, em xin bớt không đúng không? Xin bớt xong nó bệnh này. Xin bớt xong nó bệnh thì em đừng đép con AFE lên, đấy dùng cái này đít súng này. Ui, đéo xin bớt luôn mà. Ủa không xin bớt luôn mà. Mẹ rồi. 5 máu, 5 máu. Thì mẹ đít một điều rồi còn 4 đam mà nó lấy họ máu mà lên kiểu này. Thì thằng này bị điên à. What the fuck? Nó thấy real mà đúng không? Onin, ok. Thằng này, không, là... đi thua rồi, đi thua thằng, rồi. Onin, thằng này, gì? Thằng này là bạn của thằng hôm trước đánh da mẹ. Ơ kìa, nó thấy cái real mà. Hay là... chắc nó quên. Hay là mày quên là... lá này là... hình như nó đéo nhớ là xin bớt có câm lặng. Đéo biết, mà đánh nhìn buồn cười phải không? Thì sao idol Kanan nhắn với anh này, anh muốn rep gì vậy? Nhắn gì? Đợi tí nữa hay đưa ạc anh em. Cái gì vậy? Idol Kana nhắn cho anh này. Ờ... bảo nó xem, bảo em... bảo biết là... em hỏi nó xem là biết là Ma liệu là có thể mở spec lên được không? Đúng rồi, anh muốn xem. Ờ... anh nhắn là kiểu anh đi chứ nhắn kiểu em nghe văn nó cứ bị... Cứ nhắn đi, nó hỏi thì bảo là do anh Google dịch. Khổ quá. Đúng, đúng, đúng. Nó hỏi là sao là đã muốn xin người vô lịch đi. Tao muốn xem biết Lama thắng 3-0 vậy là ủa xét bài đấy. Thank you bro, đấy nhắn thì kiểu mấy kiểu bro là mấy thằng kiểu châu Á thường nhắn hết. Mấy thằng châu Á trẻ. Em không kỳ thị đâu nhưng mà cách đó, không phải kỳ thị nhưng mà cách nó nhắn thế thiệt mà. Sợ em ở đây viết là bị sợ lắm, cái gì cũng kiểu vui qua kiểu kỳ thị nữa nên sợ lắm. Mình biết là mà cút rồi hay sao. Cút rồi khỏi hai má quýnh gì nữa. Nó sao mà ổn. Ủa nhiều là chết à. Chết. Đẹp sao. Mình đang không nói cùng chủ đề, xem em nói sao đi. Mày kêu đâu mình nghĩ tiếp tới với luôn á. Cậu để tay cuốn mà. Xong qua lo như anh không phải xếp hạng. Ớ vẫn thắng được mà, vẫn có cửa thắng rồi nhỉ. Ừ thì lý thuyết là thắng được nhưng mà em dùng canxi mà luôn. Mày thắng. Ai mới lại nhà ai mới thắng được cái giờ. Alo. Không. Alo. Vẫn có một like thắng được. Vẫn có một like thắng được nhưng mà thắng trẻ hai sạc là thằng kia không có đồ để không có delay, không có hình tôm thì thắng được. Ờ nhưng mà kiếp đi, nghĩ gì nữa. Ờ, vừa đó không biết. F33 lên luôn kìa. Dạ, thấy nó con mới rồi, nó ra đăng mới rồi. Lắp, nó chuyện này là giống cái gì chẳng thấy. Này thì bắt Throne này, đừng cố bắt Throne nữa, đi con mẹ. Ai mới lại nhảy, biết Đít Lama gì mà, 3-0 nó thủ gì thôi, không nghe. Bắt Throne luôn nhé. Thì có ai nói, ai dám cãi rồi, ghi tên là bắt Throne đâu. Ai sao mà cãi được. Skip luôn mà. Ôi thằng biết đâu mà cay mà. Em không nghĩ là Viego nó chết thắng thờ rôn nha. Ồ Viego thắng không sao thắng thờ rôn. Viego chơi hai thằng Viego cũng trên thờ rôn nhá. Bắt không qua bắt được nhưng mà trên. Không quan trọng là nhìn cái bàn của thằng kia chắc là nó cũng là phát 4 thờ rôn ở tên 6 tên 7 nữa. Là đâu.
Là rõ. Quan trọng là cái lúc mà bên kia nó dàn được nhiều throne trong một lượt quá, nếu đỡ được. Thôi, chuẩn bị được chơi cờ em kêu rồi. Okay. Trở thành cái lúc mình chơi cờ được, lúc em đi học mà em. Học đéo vậy, chơi cờ với anh lâu lâu mới được chơi, học ngày nào cho học. Nghe bị ngược ngược cái gì vậy? Nghe nó cả gai rồi đó. Nghe ngược lắm mày đồ ơi. Này, mày có công nhận với anh là mày học lúc nào cũng học không? Em không học thì lấy cặp đất mà. Hay là em muốn anh đưa ra một cái dẫn chứng thuyết phục hơn. Đấy, bây giờ anh sẽ đưa cho em một cái dẫn chứng thuyết phục hơn nha. Học là chuyện cả đời, còn game thì anh đã chơi được vài năm nữa là anh nghỉ rồi. Đấy thì em bây giờ tranh thủ em chơi game. Chắc là vài năm không? Xui đi. Nhưng mà học là, nhưng mà học là chuyện cả đời đúng không? À, đúng chưa? À, anh chịu anh đâu, đúng chưa rồi? Lấy rất luôn rồi. Gì vậy, nghe chị nghe giống rồi đâu vậy? Ôi, kèo này phê bờ chẳng lẽ thua? Vừa tới sao giờ bạn mười chỉ với ai hơn ai đâu? Hình như kèo này cũng phê bờ cho view nó sớt hay sao ấy. Không, anh đéo tin thằng Vinley mà là ma thua được với cái hand này, hand đẹp mà. Thà lại hand xấu một tí, quá hand rõ đẹp. Ủa, không lấy zick à? À, thế muốn tục bộ tay da rồi. Nhưng mà tay da flip rồi. Đó, đó. Ừ, đâu? Flip đó. Không lại không lấy cái con 2 là sao flip được. Rồi, đấm rồi, không có kia đép mà. Kia mài đép. Chơi hèn quá luôn mà người ta công lên mà không dám thủ à. Mày mấy thằng hèn à. Quay anh em ạ, từ từ một hồi hôm qua tôi mới thấy một cái công trình kiến trúc của kỹ sư anh em ạ. Tôi kiểu càng ngày tôi càng phải tự đặt lại nghi vấn của bản thân là tôi có chắc là tôi là pro player ở game này không. Đi con. Không, ở đây có đứa nào thấy cái quả ảnh phân tích deck Bad Galio của mẹ anh ngôi chưa? Em tưởng hôm qua trên group lấy ai cho thấy. Ôi cái vậy anh chạy anh nhảy làm công phu thế còn gì nữa, làm xong em. Hôm qua tao nhìn xong rồi tao tự hỏi là má cái người 2 năm chơi game mày có bị uổng phí không? Em cũng thắc mắc điều nhỏ nhẹ là phải chi anh coi làm đa cấp thì chắc giờ này anh cũng giàu lắm rồi. Vãi luôn mà trong quả làm quả coi kỳ công hết rồi nhưng mà đọc vào nếu có tí giá trị nào hết vãi biêu. Khác mẹ mấy ông đa cấp đâu rồi vẽ xong rồi nhìn lại đấy có một mẹ gì. Tức là tôi không có vấn đề gì về việc kiểu làm cái đấy hết là, thì nó cũng đóng góp cho cộng đồng bằng cách nào đấy chắc thế. Nhưng mà tôi trong đó tôi bị ngợp. Thôi nhìn mình là gà sao mình gà lấy rồi. Sao mà sao sẽ tốt của Việt Nam à? Em nhìn thằng trời nếu muốn đọc hoàn toàn. Quá hình dài nếu như được. Nhưng đọc xong em cũng nhìn đọc xong tới giờ cũng chả ngẫm là gì nữa. Ngồi phân tích từ bản gạch này vô bản gạch này vô ông nhìn về bằng biết nó bản gạch đó rồi. Trời ơi luôn. Không có thở biết đất đấy. Em tìm viên đắp cách đắp được bạc Galio rồi nhưng mà nếu thấy thấy gì tỏ thấy gì càng không gì kẹt cơn đấy là phân tích đấy. Đấy gọi là phân tích deck chứ không phải là hướng dẫn chơi. Okay. Phân tích deck để làm gì nhờ em cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà phân tích deck để làm gì? Câu hỏi hay. Câu hỏi hay. Nhưng mà được trả lời không thì không biết. Câu hỏi hay đấy. Anh đánh giá đó là câu hỏi có chiều sâu. Còn trả lời sao thì anh chịu. Anh chiều sâu bằng mẹ. Anh chỉ có thể đánh giá nó là một câu hỏi có chiều sâu. Kia nè, có chiều sâu bằng mẹ của bạn không? Ừ dạ, không! mày quá no, bro. Em tưởng anh Khải sẽ nói thế. Không, cái đấy anh sẽ nói mà, không bro. Tôn trọng mẹ người khác đi bro.
Mẹ giờ này đi chúng kia sẽ chí quỷ. Tại vì chỉ có hơn tầng 6 rồi. Chúng ta không muốn sống ở đây. Không mà điều không sống là cái gì đấy được tục ở lần đấy. Nghe nó cay ấy. Tốt tốt tốt. Rồi không bấm sót rồi. Cay cay như mẹ kia dê thôi. Rồi không thua. Rồi không thua là đồ hỏi cái hạng đấm á. Mẹ ăn không cay á, ăn sinh ăn lại là không cay. Bỏ chân chán nữa rồi. Bày ra ha, cái để ra lại một chút. Không, để ra lại em biết là mọi người đang xem giải mà đúng không? Ờ không ạ. Em quên rồi. Mày cứ ngồi mày nói không mọi người đang nếu biết là mọi người đang xem cái gì. Mọi người đang không có mừng tượng nữa. Là mà có cái chuyện này chưa phải. Ôi nó diễn chăm nó thằng biết Lama là diễn chăm mà nó không rớt mà. Thì có chỗ đâu mà rớt. Nó rớp được, đã rớp rồi, nhưng mà đéo có chỗ luôn kìa. Không biết rớp bây giờ ơi, nó đợi là nó có deny xong rồi nó ái hay sao ấy, em nó đợi rớp. Nó đợi mà sẽ bay up để lấy bao lưu lại. Thì đấy, nó kỹ quá luôn. Chứ giờ không, nó không đợi lấy bao lưu, nó lấy cái gì nó win với thằng Vigo. My win à? Anh thấy kèo này, trận này bắt 10 mana, nhìn tạo vậy nhỉ. Anh Rousseau bây giờ bên bên Riot nó đang meeting thêm phát nữa, anh em mình qua ngồi họp thêm phát nữa. À cho mày họp chụp skin Nami lại, alo. Skin Nami gì đó. Nami gì? Thật ra cái đấy list rồi mà, nó là dòng Kim Mang Hội ấy. Hội Akana. Tội thằng Kana, và thằng Kana mà đánh thay do slot của Chivo thì hay. Chivo giờ này đánh hơi chóc. Nào vậy, ừ. Vậy thì Chivo hai cái meta này đánh không được. Đánh yếu. Hơi đuối, Chivo đánh meta này hơi cá đuối một tí. Ôi trời, anh Joe đó. Không biết là ba mà, anh không ngờ trên này là thằng anh Joe cho bút bùi luôn. Bây giờ bên em bắt đầu tính xem nói. Nếu là anh thì anh up server nhé. Up server ở đây nếu mà nó có cách để nó react ấy, thì thua. Tại vì về cơ bản kiểu gì cũng thua ấy. Nên nó còn biết rồi cái flip mẹ. Bây giờ flip luôn tên này hay sao ấy. Em ăn đúng rồi, bỏ cái chuột ra khỏi cái lá ấy là đúng rồi. Ok. Đấy, vậy là anh với suy nghĩ của bro đây rồi. Ui điệt, rồi flip luôn rồi. Flip luôn rồi. Boy, ui thì mẹ, bộ lấy cái lá sao item stone trong deck này mạnh mà. Mày đéo ai chạy. Nhiều mà, bọn chẳng qua mấy ông Apex đéo biết cái. Trời ơi, xin lỗi không biết à. Mấy ông Apex đéo biết cái. Mẹ lúc đầu anh thấy có đứa tách lá này là anh đã bảo là lá này mạnh vỡ lồn rồi. Mẹ lúc đầu tao nói mình cũng đéo tin lồn nó xèo. Đó em có bảo không tin đâu, em tách vào giải em đánh thằng Google mà. Đánh xong rồi mất mấy cái điểm mà. Mày bảo là mẹ lá này như lồn thôi, cuối cùng mày cũng tách. Mẹ tao nhớ như anh nói trước rồi. Lột ở kìa lồn, như lồn là anh lấy lồn là đang khen có chê đâu. Ra đấy là lời khen sao. Kết à, không rồi, phải à. Biết lắm không phải chịu rồi. 3-0 thật là đủ quá. Cũng là 3-0 nhưng mà nó lạ lắm. Thì cũng là bomba thì cũng là 3-0 thôi, nhưng mà đổi phay anh tí.
Mốt không dám khen mấy này nữa. Má, mới khen Canan xong Canan đéo đánh cuốn luôn mà. Thôi không biết gì hết đi, tôi vô tội, tôi vô tội. Thôi không cần coi đâu nhờ. Thôi hết rồi, hết đi. Từ từ, nếu mà top deck Zik thì sao? Zik mẹ, ừ. Không Zik thôi. Nhưng mà top deck Zik cũng bị chết mẹ, có nông sống nữa không? Cho đồng hồ đúng không? Mà. Top deck Zik đến tôi cũng được. Nếu mà nó xài lá 1 mana ở đây. Xài lá 1 mana ở đây nha. À không phải xài cái phá rồi, không xài phá. Phải phá đi, hay không chết kìa. Phải phá thì thôi, để chia buồn cho team Wombat thì ngày hôm nay tôi sẽ quyết định đặt trà sữa anh em ạ. Để chia buồn với những người bạn của tôi thì hôm nay tôi sẽ đặt trà sữa để uống. Hợp lý. Tôi thấy rất hợp lý, còn bạn thì sao? Khó. Rồi, cứ đợi. Team này mạnh quá, team Frozen Mon này mạnh quá. Bốn team top tiền, còn team bá trong này yếu nhất rồi mà. Ừ, công nhận. Không, anh nghĩ là bọn chất ở Paragon này mạnh hơn á. Mạnh hơn không? Chất thời gian mạnh hơn là rõ rồi, mà Barochi tay to với luôn. Barochi tao nick vậy thôi. Nhưng mà bọn này tay cũng có bé đâu. Ý là kiểu lại đánh tùy phong độ, phong độ Barochi cũng có thấp, dạ này có thấp đéo đâu. Anh không đúng biết nhá, nhưng mà nếu là anh thì anh sẽ đánh giá cao bọn Bumbat, Link, Clinton. À trời, kiểu đéo gì chả có tranh ba tứ. Đúng. Hôm đấy là biết. Này có đánh làm gì vậy? Được đấy, nó đánh nhau biết. Bọn Beautiful này. Gamer này thì chắc chắn là trên bọn Wombat rồi. Bọn Beautiful Gamer này có thằng Cephalobot, thằng này nó to đấy gì được. Cephalobot này, What Am I này, thằng bàn nào vậy? Với lại thằng nào anh nhớ là tay to đấy, thằng nào thì anh không nhớ. Sao, anh muốn kèm kè lên cầu thủ không? À, mày đánh thì mày đánh. Anh tới chung là lên thì lên lúc nào chả được. Kiểu gần như là... Về yeah, thôi, để anh tự lên. Chủ yếu là có hung đánh hay không thôi, lên thì phải lên em. Henneki với lại hàng Sadon. Ui, thằng tay to à. Nhưng mà đi có mẹ, bọn mày có thể ngưng quái Infinity vào giải này được không? Không bé ơi. Thích thì phải, ý kiến à. Bát cút rồi. Chia buồn nha những người anh em. Thôi, lỗi tôi. Quá, thì bây giờ đó muốn bắt win xong cút luôn mà. Tôi đã sử dụng tà thuật hơi nhiều rồi. Rồi, đã vô ảo xe lần này vào top 32 rồi. Nên yên tâm, không phải lo vấn đề này. Xin lỗi đi con mệt. Cái gì? Top 32 là phải vào đi. Anh chúc ngược lại được rồi, anh chúc ngược lại cho em đi, em cảm ơn. Không, anh không lẽ nào chê mày được. Sao anh chúc ơi, cái đó xong em out, mẹ TG đấy. Tên đâu? Kero mùa này không đổ nó đang cao rồi, cũng vô địch giải thứ rồi. Thôi ATG ở Kero ơi, mày kia xem mày lòng đồng mà hám rồi đủ quá. Hai thằng không đổ đang cao rồi. Em nói là chuyện có lỗi anh, cho em xin lỗi kia đây nè. Anh lại nó là chết mẹ em rồi. Bạn Game thấy buồn cười không? Mẹ tôi có hai thằng em, tôi quý hai thằng em không, tôi khen tụi nó cũng chửi tôi. Anh nghe lắm gió. Cảm ơn, không cần, chê. Xong rồi tôi mà ví dụ như mà tôi chửi bọn nó chẳng hạn thì bọn nó kiểu bọn nó cũng khó chịu. Trời ơi, anh giờ anh chửi em còn cảm ơn, anh tưởng giờ anh chúc em không vào top 32 đi, hoặc là em vào liền, em cảm ơn nhiều. Làm sao anh có thể nói những điều không phải sự thật như vậy được? Không thể. Xin cảm ơn. Anh em là sao ấy? Anh em nói như kiểu tôi xui xẻo. Ủa bệnh đi, bắn làm gì? Rockhopper ở đây này, Rockhopper ở đây tôi sau ra cái San Sabire này. Xong rồi Talia xuống có con 98, mẹ hôn bàn nó chết luôn. Đúng rồi, ok rồi. Cái này không có. Đấy nha, em Arusel luyện đánh Hammer à, trời. Ui, đánh vô đầu đó. Anh thấy mày sốc Blast mẹ đi. Sốc Blast con nào? Anh biết sốc Blast là sốc Blast con nào vậy? Sốc Blast à?
mày không giết một con 3-1 đi em. À không, thật ra thì mẹ của anh thấy xuống mẹ con dây ở đây cũng được á. Ừ, nghe hợp lý. Chết con dây thì thôi. Đi về người nơi đẹp đã hướng chàng đầy đam mê đông đã lên hả lên gì em áo xuống cháu đã luôn nó cộng ba mà nó free cộng ba mà tôi quan trọng đâu mà. Em thấy đã lên nó còn nhiều máu hay sao ấy lấy lá sáu luôn đi em lấy lá sáu sẽ đốt tới sau em còn giao tóc luôn. Ừ. Mình có sót lát thì cái setup rồi mà. À muốn để ra sau, để sót lát bên à? Để sót lát bên ngon hơn nhé. Ok. Cài đồ, ok. Thật ra mày có thể xài lá ba ấy. Xài lá ba xem ra được lá khác ngon hơn không. Đi như mùi. Không cần xài đâu. Lỡ xài mẹ hai lá đi. Ui, cái ngon đi à? Ngon. Không, cái là lá tạ, lá hát thác anomaly mà. Hát thác à, cái... thế như mùi. Đấy. Ui đi con mày khổ quá luôn. Về nơi đẹp đào hớn chàng đầy đam mê. Đi rồi. Đấy đi con. Tỏ thế. Ôi trời ơi bắt tao Fury ạ. Ê dễ. Rất cầm mình. Rất cầm mình. Rất cảm mình thiệt kì. Rất cảm mình thiệt kì. À đâu hả, không sợ. Đấy, Fury chị, giết mẹ, chơi game bánh thì mà anh về sao đánh Fury lên được nè. Fury đi, nó có thì thua, sợ đéo gì. Đúng thể Fury đẹp mà game rồi. Để con Sivana ở đây nó snowball value được gì đâu. Cần đéo gì. Mà to thế. Chịu kèo này khó. À khó rất mình à. Chúng ta sai à. Chỉ có con sớt thôi. Ui đi. Con kia đéo cũng chết. Con đấy to đấy từ nhé. Sao nó làm bài làm cái trứng bà banana là của luôn này. À ra là đây là lý do mà team Hàn Quốc tech Runation vào. Ra, ok sao mới đỡ được. Ra là gì. Ra đây là lý do mà team Hàn Quốc tech Runation vào. Em đi. Luôn chịu quá là Sivana to luôn mấy việc như thế này ra là tech pháp để làm những pha bùng nổ như này mày đi mày bong rọt bố mày đánh vô em pha vài mày kia này lười xếp bàn nhá làm biến nghe bàn KDA đi KDA đẹp KDA em đánh nhiều rồi em tập mày ngồi nghe nhạc tay đây chán luôn mày ăn ăn này là ngồi ít bàn ấy axi anh hình như 15 cái hay sao ta phút 15 cái điên 15, điên mẹ 16 cái vậy ta kể nhất axi anh nạp chắc khoảng 3-4 triệu gì đấy 3-4 triệu à nạp 3-4 triệu không rồi được tặng cái thứ rồi. Nghe đại gia với ai đồ kia cái nhận bao nuôi mà không bé ơi thôi kìa tiền đéo có xài bao lui đâu dài. Anh em ơi, tôi nhận donate để uống trà sữa. anh em có ai muốn đóng quỹ vào cái việc mà uống trà sữa của tôi không? Không, chê. Quỹ trà sữa cho trẻ em nghèo. Chê. Anh đánh nó giữ 7, kiểu mirror nó giữ kiểu, cái gì à, một ly trà sữa được cho đi là một mà trái tim được sưởi ấm. Hình như 10 ly trà sữa cũng trả sưởi ấm được con tim mà. Có. Anh không biết là trẻ em nghèo có được sưởi ấm không, như anh thì có. Anh xin khẳng định kiếm. Trà sữa rất ngon. Nghe xúc vật mới luôn. Ok, alo, này 13 bài này. 32 con linh thú. Skin thì chắc là ít. Skin chắc khoảng tầm. Giàu thế mà đi kịp trà sữa. Đâu, thế đúng. Nào? 4, 8, 12, 16. Có 19 cái, có 19 cái skin à. Bọn này không có cái nốt để mình biết bao nhiêu skin vậy. Bao giờ anh có tiền thì việc đầu tiên anh làm sẽ là mua full skin trong cửa hàng. Tại vì skin đẹp, bài như lồn ấy, bài là biến set lắm. Anh em full ban không?
tôi đi theo anh đã đi ra nào không? Cho tôi đi theo với nơi anh đi về. Ui, mà tên này đánh như này thằng kia nó block con ra ban lên phí vậy. À, không không dám block. Thật ra là mày sợ. Úi xời. Mà quả đấy Talia này khó chịu nhờ, quả đấy Talia Manfa này khó chịu thật đấy. Nó khỏe mà. Thậm chí còn là combo pick của ông nội nữa. Kiểu signature ấy. Giống như Lee Joy hồi xưa. Ai Lee Joy, nhắc Lee Joy lại buồn, nhớ cút mẹ. Cứ Lee Joy rồi. Nhưng không phải công nhận là đất nó vui thật. Thôi tớ ốp cho anh em ơi. Sau trận quân bá là tớ ốp thì chị game này. Đúng chờ.